Bạn là một người đam mê lĩnh vực quân sự. Bạn là một người yêu thích những chiếc chiến đấu cơ hoành tráng, có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn những con quái vật tăng thiết giáp lăn bánh trên chiến trường. Vậy thì đây là bộ sản phẩm mà bạn không thể nào bỏ qua. Đẹp mắt và chi tiết, bộ mô hình quân sự với đầy đủ những cái tên đã đi vào huyền thoại của làng quân sự thế giới. Sưu tầm và sở hữu ngay một bộ sản phẩm của lò gạch.vn trên Shopee để nhận được những ưu đãi tốt nhất từ nhà tài trợ của Battlecry nhé. Xem chi tiết sản phẩm tại phần mô tả của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, người kể sử. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 4 lịch sử, những ngày mà 49 năm về trước, toàn miền Nam đang rung chuyển bởi những chiến dịch quân sự lớn chưa từng có. Ngày mà bom đạn không còn rơi trên đất Việt Nam. Ngày mà lãnh thổ nối liền một dải. Battlecry xin gửi tới các bạn series video về chiến sự trong những ngày tháng 4 năm 1975 để kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước. Kể từ khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết, sự quan tâm của người Mỹ dành cho chính quyền Sài Gòn đã ngày càng ít hơn. Các khoản viện trợ bị cắt giảm theo từng năm. Cho tới năm 1975, đạn dược đã giảm hơn 60% so với năm 1972. Có thời điểm, một binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa chỉ được bắn 30 viên đạn mỗi tháng. Pháo thì chỉ được bắn từ 3 tới 5 viên mỗi ngày. Dựa trên những diễn biến đó, một chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy đã được phía Hà Nội lên kế hoạch. Mục tiêu cao nhất là phải giải phóng hoàn toàn miền Nam trong vòng 2 năm 1975 và 1976. Và chiến dịch mở đầu cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy đó chính là chiến dịch Tây Nguyên. Tình hình bi thảm của Sài Gòn. Tháng 1 năm 1975, Tổng thống Gadafor đã họp và đề nghị Thượng viện cũng như Hạ viện Mỹ thông qua một đợt viện trợ cho Sài Gòn với tổng số tiền là 722 triệu đô la. Ông lập luận nếu lưỡng viện Mỹ từ chối đợt viện trợ khẩn cấp này, Sài Gòn sẽ thất thủ. Và khi đó, Quốc hội Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là riêng Nhà Trắng. Tuy nhiên, không một ai đồng tình với ý kiến của Gadafor. Phần lớn dân biểu và cử tri Mỹ đều đã quá chán nản với tình hình đang diễn ra tại miền Nam Việt Nam và đã quá muộn để làm bất cứ một điều gì đó có ý nghĩa. Sau cuộc họp, các cơ quan ngôn luận của Mỹ đều đồng loạt đưa những bài báo như Quốc hội Mỹ từ chối viện trợ quân sự cho Sài Gòn. Và những gì mà Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 1 năm 1975 về việc không tiếp tục viện trợ quân sự cho Sài Gòn đã khiến cho Nguyễn Văn Thiệu phải choáng váng. Có vẻ như người Mỹ đã không quan tâm tới lời hứa mà Nixon trước đây đã từng dành cho Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1973. Trong một bức thư gửi cho Thiệu, Nixon đã viết rằng quyết định là nằm ở ông, tôi hứa trên danh dự là nước Mỹ sẽ giúp đỡ Sài Gòn sau giai đoạn hòa giải của Hiệp định Paris và sẽ đáp trả Hà Nội một cách cứng rắn nếu họ cố tình vi phạm các điều khoản. Một lần nữa, tôi nhắc lại rằng cả hai chúng ta đang có cùng chí hướng với nhau, nên ông hãy cứ đưa ra quyết định của mình nhé. Theo các sử gia nhận định, kể từ năm 1974 trở đi, khi mà Gadafor đã trở thành Tổng thống Mỹ, thì tình hình cũng đang thay đổi khá khá. Người Mỹ phải tuân thủ Hiệp định Paris và đưa quân về nước, đồng nghĩa với việc là sẽ không có lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Và cũng chính vì không có lính Mỹ tại Việt Nam, nên người dân Mỹ cũng dần không còn có sự quan tâm cho cuộc chiến này. Với việc không còn những đồng tiền và những giọt sữa tới từ giới chóp bù Mỹ gửi tới, tình hình của Sài Gòn đang ngày càng trở nên bi thảm hơn. Những cuộc khủng hoảng trầm trọng đã xảy ra, đời sống khó khăn đi kèm với nạn thất nghiệp, mù chữ, và đến cả lương bổng của tướng lĩnh Sài Gòn cũng đã không còn như trước năm 1973. Và từ đó, một nạn tham nhũng lớn đã được sinh ra. Ví như chuyện tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh đồng bằng sông Cửu Long, đã ăn mảnh 8.000 bộ đài vô tuyến và hơn 24.000 vũ khí cá nhân bằng cách mang thẳng ra chợ đen để bán sạch. Về góc nhìn của dư luận Mỹ, trong tình thế những năm 1974, đầu 1975, nhà báo William Lederer đã nhận xét như sau. Kẻ thù tồi tệ nhất của Mỹ tại Việt Nam chính là nạn tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa. Nước Mỹ sẽ bị đánh bại không chỉ bởi sức mạnh của Hà Nội mà còn bằng những sai lầm và sự bất lực của mình. Về phần Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Nguyễn Văn Thiệu trong tình hình khủng hoảng cũng không hề có những chính sách phù hợp để ổn định kinh tế quốc gia. Khi Mỹ cắt viện trợ,
nền kinh tế của Sài Gòn đã ngày càng xấu đi vì không có nền kinh tế của riêng mình mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của Mỹ. Tinh thần của công chức, binh sĩ và cả những người dân dưới chế độ Sài Gòn những tháng đầu năm 1975 là cực kỳ tồi tệ, chỉ có thể miêu tả bằng 4 từ, đó là đi xuống trầm trọng. Đòn nghi binh. Tháng 3 năm 1974, Quân ủy Trung ương đã họp hội nghị cụ thể hóa nghị quyết Trung ương số 21. Chúng ta nhận định, thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam đã tới, quyết định đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đã đề ra. Đầu năm 1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng được cử làm tư lệnh chiến dịch Sài Gòn Gia Định, sau đổi tên thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Đây chính là chiến dịch cuối cùng của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Và hướng mở đầu cho chiến dịch này chính là Tây Nguyên. Trong cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, có ghi lại đoạn ý kiến của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo như sau: chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì trước hết nhất định phải đánh Buôn Ma Thuột. Đây là thị xã lớn nhất, lại là nơi hiểm yếu nhất và cũng lại là nơi sơ hở nhất. Trong phiên họp ngày 8 tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị đã quyết định chọn Tây Nguyên làm địa bàn mở màn cho đòn chiến lược then chốt. Một cú đấm cực mạnh sẽ khiến Sài Gòn gục ngã một lần và mãi mãi. Tây Nguyên được xem là một địa bàn chiến lược cho cả Sài Gòn và Hà Nội. Với quân giải phóng, Tây Nguyên là cánh cửa tiến xuống vùng đồng bằng. Cùng với đó, có thể phát triển lực lượng sang hai hướng khác nhau là Hạ Lào và Campuchia. Với Sài Gòn, Tây Nguyên là cánh cửa thép. Mất Tây Nguyên là quân cờ domino sẽ đánh dấu cho sự sụp đổ của cả một thể chế. Trước khi bắt đầu chiến dịch, một kế hoạch nghi binh kinh điển đã được vạch ra nhằm đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật. Sư đoàn 10 và sư đoàn 320 quân giải phóng được lệnh ăn Tết trước và hành quân vào vị trí tập kết chiến dịch, ém quân chờ lệnh. Tuy nhiên, hai sư đoàn này đã di chuyển mà không mang theo lực lượng thông tin cũng như khí tải vô tuyến. Điều này sẽ phục vụ cho kế hoạch nghi binh để địch không nghi ngờ. Hàng ngày, cứ đúng thời gian cụ thể, chúng ta lại phát đi những bức điện, những mệnh lệnh giả để đánh lạc hướng tình báo của địch. Sư đoàn 968 cũng được lệnh hành quân từ Lào về Tây Nguyên. Sau đó thì chia làm hai lực lượng, một phần ở phía Bắc Kon Tum thay cho vị trí của sư đoàn 10 để lại, và phần còn lại đóng tại Pleiku thay cho sư đoàn 320. Công việc hàng ngày của những chiến sĩ sư đoàn 968 chính là bắn pháo vào vùng rìa Kon Tum và Pleiku để nghi binh địch, khiến cho họ nghĩ rằng quân ta tập trung lực lượng lớn để đánh vào Kon Tum và Pleiku. Ngoài ra, họ còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là tạo ra một gọng kìm ngăn không cho quân Việt Nam Cộng Hòa quay trở về cứu Buôn Ma Thuột và tiến vào giải phóng Pleiku cũng như Kon Tum khi thời cơ tới. Trong kế hoạch nghi binh này, quân giải phóng cũng huy động được lượng lớn đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên để làm đường, kéo pháo, thậm chí là nhờ họ phá những tin không chuẩn tới tai tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Chính những hoạt động ấy đã khiến cho cả tình báo Mỹ và Sài Gòn đã tê liệt trước khi chiến dịch nổ ra vì không thể nào đoán được ý đồ của quân giải phóng. Việt Nam Cộng Hòa cũng như CIA đã phán đoán quân giải phóng rằng sẽ đánh vào Pleiku và Kon Tum, nên đã dồn lực lượng ra phía Bắc và chốt giữ hai vị trí trên. 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 1975, trận đánh nghi binh lừa địch được quân giải phóng thực hiện để mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên. Trận đánh nghi binh vào Pleiku với sự tham gia của các sư đoàn, đó là sư đoàn 10, sư đoàn 316, sư 320 và sư 616. Các trung đoàn độc lập như 95B, 198 đặc công cũng đã được huy động. Và chính trận đánh này đã khiến cho địch càng tin chắc rằng quân giải phóng sẽ đánh vào Pleiku và Kon Tum. Trước tình thế đó, tư lệnh quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa, tướng Phạm Văn Phú đã có một quyết định sai lầm, đó là giữ sư đoàn 23 ở lại khu vực Pleiku và Kon Tum. Mặc dù chỉ trước đó một ngày, ông ta đã phê chuẩn kế hoạch chuyển sư đoàn này về Buôn Ma Thuột. Và tất nhiên, cuộc nghi binh của quân giải phóng đã thành công sau quyết định ấy của xét đánh ngang tài, Buôn Ma Thuột thất thủ. Thị xã này nằm giữa ngã ba của hai con đường chiến lược là đường 14 và đường 21. Đây là chốt giữ giao thông
của Nam Tây Nguyên. Từ Buôn Mê Thuột có thể dễ dàng đi lên các tỉnh phía Bắc và đi xuống vùng Đông Nam Bộ, Sài Gòn bằng cả đường không và đường bộ. Chính với tầm quan trọng đó nên Buôn Mê Thuột đã trở thành một tiền đồn có các căn cứ, sân bay, kho đạn hậu phương của nhiều đơn vị chủ lực của quân khu 2, quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa. Thị xã này cũng được bảo vệ bởi các đơn vị khá tinh nhuệ, gồm một trung đoàn bộ binh, trung đoàn 232 pháo binh và hai tiểu đoàn pháo binh, trung đoàn 8 thiết giáp, cùng với nhiều lực lượng bảo an, cảnh sát, mật vụ, với tổng quân số là hơn 8.000 lính. Tuy nhiên, do Việt Nam Cộng Hòa chỉ lo bố trí lực lượng để đối phó ở phía Bắc, còn lực lượng bảo vệ Buôn Ma Thuột tuy đông nhưng khả năng chiến đấu khá thấp do đang lơi lỏng phòng bị. 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, thị xã Buôn Ma Thuột bất ngờ bị đánh úp bởi quân giải phóng. Các mũi đột kích của trung đoàn 198 đặc công đã đánh sâu vào các mục tiêu gồm sân bay Hòa Bình, kho Mai Hắc Đế, khu hậu cứu trung đoàn 53 Việt Nam Cộng Hòa. Dưới sự hỗ trợ hỏa lực của các tổ hợp hỏa tiễn DKB và H-12 do Trung Quốc viện trợ. Theo lời kể của thiếu tá Phạm Huấn, trợ lý báo chí của tướng Phạm Văn Phú, thì trận pháo kích gây kinh hoàng cho cả hai vị chỉ huy của Việt Nam Cộng Hòa tại Buôn Ma Thuột là đại tá Nguyễn Trọng Luật, tỉnh trưởng Đắk Lắk, và đại tá Vũ Thế Quang, sư đoàn phó sư đoàn 23. Tại thời điểm đó, đại tá Quang vẫn nhận định rằng cộng quân chỉ dùng đặc công và pháo binh quấy rối, rồi tới sáng họ sẽ rút đi. Tuy nhiên, những nhận định của Vũ Thế Quang là sai bét. Đến 5 giờ sáng ngày 10 tháng 3, cửa ngõ tiến quân của quân giải phóng vào Buôn Mê Thuột bằng cơ giới từ nhiều hướng đã được khai thông toàn bộ. Sau khi pháo binh sư đoàn và pháo binh chiến dịch tiếp tục pháo kích vào thị xã, các đại đội xe tăng có bộ binh đi kèm đã bật đèn pha mở hết công suất, húc đổ các cây rừng đã được cưa sẵn, vượt qua các tuyến phòng thủ vòng ngoài và đánh thẳng vào trung tâm thị xã. Dựa vào thế nghi binh và những tính toán kỹ lưỡng, quân giải phóng đánh thẳng vào trung tâm thị xã với rất ít sự kháng cự từ phía quân Việt Nam Cộng Hòa. Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bên trong thị xã liên tục điện đàm yêu cầu tăng viện. Thế nhưng quân đoàn 2 của tướng Phạm Văn Phú thì bất lực, không cách nào có thể chi viện được. Quân đồn trú tại Buôn Mê Thuột đành phải tự cứu lấy mình. Từ hầm chỉ huy của sư đoàn 23 Việt Nam Cộng Hòa, đại tá Nguyễn Trọng Luật đã điều hai chi đội thiết giáp M113 ra giữ khu vực ngã 6. Thế nhưng rất nhanh chóng đã bị các xe tăng của quân giải phóng tiêu diệt. Tiểu đoàn biệt động quân đóng giữ sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk đã chống trả quyết liệt. Đến 17 giờ 30 phút, sau 6 đợt tiến công, thì trung đoàn 95B đã chiếm được sở chỉ huy tiểu khu. Ở đồng bắc thị xã, lực lượng đồn trú của Việt Nam Cộng Hòa đã bị đẩy lùi ra ngoại vi, chịu mất các khu pháo binh, thiết giáp và hậu cứu trung đoàn 45. Ở phía tây, có 8 chiếc A-37 được lệnh dội bom vào trung đoàn 24 quân giải phóng. Dù gây được thương vong, thế nhưng là không đáng kể và không thể làm chậm tiến độ tiến quân của các đơn vị quân giải phóng. Ở hướng tây nam, Vũ Thế Quang liên tục tung các lực lượng dự bị đang có trong tay nhằm phản kích và chiếm lại khu kho Mai Hắc Đế, đồng thời gọi không quân đánh phá ngăn chặn. Trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân giải phóng phải để lại một tiểu đoàn bao vây khu vực này. Cùng lúc, hai tiểu đoàn còn lại đánh vòng qua khu kho để tiếp cận sở chỉ huy sư đoàn 23. Ở hướng đông nam, các tiểu đoàn 7 và 8 thuộc trung đoàn 149, mặc dù bị nhiều tốp máy bay A-37 của không quân Việt Nam Cộng Hòa oanh tạc vào đội hình, gây nhiều thương vong, thế nhưng họ vẫn xuất sắc đẩy lùi các lực lượng của trung đoàn 53 Việt Nam Cộng Hòa và thành công đánh chiếm khu cư xá sĩ quan, khu tiếp vận, sở thú y, sở ngân cố và khu nhà lao. Và tới 15 giờ ngày 10 tháng 3, thì các đơn vị của trung đoàn 149 gặp các đơn vị của trung đoàn 95B cùng nhau phối hợp tiến công. Tới đêm ngày 10 tháng 3, chiến sự tạm lắng. Các đơn vị quân giải phóng đã sử dụng quãng thời gian yên tiếng súng này để chấn chỉnh lại đội hình, bổ sung đạn dược và lên dây cót tinh thần cho trận đánh quy mô vào ngày hôm sau. Trong khi đó, các cứ điểm như sở chỉ huy sư đoàn 23, khu nhà ga sân bay Hòa Bình, đài phát thanh thì vẫn còn binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang co cụm. Thế nhưng sức kháng cự thì không còn đáng kể. Đêm đó, Vũ Thế Quang từ cứ điểm Buôn Ma Thuột đã gọi điện cho Phạm Văn Phú để xin tiếp ứng cho Buôn Ma Thuột một lần nữa. Thế nhưng chỉ nhận lại được đúng một câu trả lời: ráng giữ vững, Việt Cộng chỉ đánh vài ngày rồi rút lui thôi. Và đúng là tháng 4 là nơi nói dối của em mà. Sáng hôm sau, tức ngày 11 tháng 3,
các đơn vị quân giải phóng tiếp tục tấn công dữ dội vào các điểm co cụm của quân Việt Nam Cộng Hòa tại Buôn Mê Thuột, mặc cho mưa bom bởi A-37 chút xuống. Lúc 7 giờ 55 phút sáng, một tốp máy bay A-37 trong khi ném bom ngăn chặn 10 xe tăng quân giải phóng đã thả nhầm 2 quả bom, trúng vào hầm chỉ huy và truyền tin sở chỉ huy sư đoàn 23. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa khi này đã mất liên lạc hoàn toàn với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 kể từ giờ phút đó. Mất sở chỉ huy, đồng thời bị vây đánh từ nhiều phía. Các đơn vị sống sót còn lại của Việt Nam Cộng Hòa đã cố gắng chống cự để chờ viện binh. Thế nhưng đến 11 giờ trưa thì coi như hết hy vọng. Các đơn vị còn lại của Sư đoàn 316 đã hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn Mê Thuột, chính xác là 33 tiếng. Đó là toàn bộ thời gian mà quân giải phóng cần để làm chủ hoàn toàn Buôn Mê Thuột. Tin Buôn Mê Thuột thất thủ đã làm chấn động hoàn toàn miền Nam Việt Nam, và nó cũng nhanh chóng lan tới tòa Bạch Ốc cũng như lầu Năm Góc. Nguyễn Văn Thiệu và tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa Cao Văn Viên nhận được tin thì mau chóng ký lệnh tử thủ Buôn Mê Thuột, đồng thời ra lệnh cho Phạm Văn Phú phải tái chiếm Buôn Mê Thuột bằng mọi giá. Theo đại sứ Graham Martin, Việt Nam Cộng Hòa hy vọng những lực lượng còn lại trong tay của Phạm Văn Phú như Sư đoàn 21, Liên đoàn 21 Biển Động Quân có thể đánh một trận đẹp mắt với quân giải phóng ở phía đông Buôn Mê Thuột, thông qua đó xin thêm viện trợ từ giới chóp bu của Mỹ. Thế nhưng hy vọng đó hoàn toàn là vô căn cứ. Trên thực tế, dù đông quân hơn, thế nhưng quân Việt Nam Cộng Hòa tại Buôn Mê Thuột gần như đã mất đi kha khá hỏa lực hỗ trợ. Hơn cả thế, đó là tinh thần chiến đấu khá dịu dã. Do đó, kế hoạch tái chiếm Buôn Mê Thuột cũng thất bại toàn tập, kéo theo hệ lụy là một cuộc tháo chạy thảm họa khỏi cao nguyên. Thương hiệu đồ chơi xếp hình lò gạch xin trân trọng mang tới cho bạn hai bộ mô hình các khí tài nổi danh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nga. Bộ xếp hình 2-1, tiêm kích MiG-21 và tiêm kích bom Su-22, hai cánh én của Không quân Việt Nam. Tiếp theo là siêu phẩm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, nắm đấm thép của Lục quân Việt Nam, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A và xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT, ba khí tài trong cùng một bộ sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn có nhận được ngay quà tặng là mô hình chiến sĩ giải phóng quân. Đặc biệt, để kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Lò Gạch xin gửi tặng các bạn mã giảm giá cho hai bộ sản phẩm trên dành riêng cho khán giả của Battlecry. Mình xin để mô tả vào top comment bên dưới nhé. Từ cao nguyên về đồng bằng và một sự kiện thảm họa. Ngày 11 tháng 3, Tổng thống Thiệu vội vàng họp hội đồng tướng lĩnh gồm các tướng như Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang để trình bày kế hoạch mà ông ta gọi là tái phối trí lực lượng. Theo giới quân sự phương Tây đánh giá, việc bỏ Tây Nguyên của Việt Nam Cộng Hòa có nhiều cái lợi, thế nhưng cũng có vô vàn cái hại. Trước hết, việc bỏ Tây Nguyên là tránh để dồn quân vào đây mà làm kéo giãn lực lượng tại các vùng khác, tránh cho thế trận đã được lập ra sẽ bị kéo sập hoàn toàn. Đây là cuộc rút lui được xem như để bảo toàn quân số, bảo toàn trang bị và sử dụng lực lượng đã rút lui để phòng thủ những vùng đông dân hơn. Thế nhưng cái hại to lớn của nó là một cuộc rút quân với quân số quá lớn như vậy đã được chuẩn bị sơ sài sẽ là một thảm họa. Và đúng thật, nó đã trở thành một thảm họa kinh hoàng. Ngày 12 tháng 3, một ngày trước khi Phạm Văn Phú tuyên bố Buôn Mê Thuột thất thủ, Hạ viện Mỹ đã thông qua quyết sách là cắt luôn 300 triệu đô viện trợ khẩn cấp cho Sài Gòn mà Tổng thống Gerald Ford đề ra. Đại sứ Graham Martin cũng thông báo cho Thiệu biết viện trợ quân sự từ tháng 6 sẽ không được chuyển chi. Và như vậy, quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn đủ đạn dược để đánh trận trong vòng 3 hoặc 4 tháng nữa. Đã choáng váng vì mất Buôn Mê Thuột, nay lại tá hỏa vì đồng minh bỏ rơi trắng trợn. Thiệu và tướng lĩnh dưới quyền lập tức mất hết cả tinh thần, đưa ra một kế hoạch táo bạo và liều lĩnh, vô cùng tai hại trong một phiên họp tại Cam Ranh ngày 14 tháng 3. Trong phiên này thì có Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, Trung tướng Đặng Văn Quang, Phụ tá An ninh và Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2. Trước các tướng lĩnh, Nguyễn Văn Thiệu đưa ra các quan điểm về tình hình vũ khí đạn dược khi đó, rằng Việt Nam Cộng Hòa không thể giữ được cả 4 quân khu, mà chỉ đủ lực lượng để giữ quân khu 3, quân khu 4 và một phần duyên hải vùng 2. Quân khu 1 thì chỉ có thể giữ Huế và Đà Nẵng. Như vậy thì Thiệu quyết định sẽ rút bỏ cao nguyên, về giữ toàn bộ đồng bằng, bỏ những vùng xương sầu để về giữ những vùng đồng bằng màu mỡ. Điều này được thực hiện thông qua một cuộc hành quân triệt thoái
đọc những cuốn sách về quân sự thế giới, người ta đều có một nhận định chung về hành quân triệt thoái như sau. Đó là một hình thức hành quân khó nhất và nản lòng nhất. Bất cứ đội quân nào, kể cả là thiện chiến nhất trên thế giới, cũng vẫn e ngại khi thực hiện hành quân triệt thoái khi đang giao tranh với đối phương. Kế hoạch triệt thoái phải thiết lập thật là tỉ mỉ. Sự thi hành kế hoạch phải thật là nghiêm chỉnh và đúng đắn. Phải có sự lưu thông rất cao. Đó là những đòi hỏi căn bản để thực hiện tốt đẹp một cuộc triệt thoái. Trên bản đồ, triệt thoái chỉ có nghĩa là một vài nét vạch bằng viết chì, giải thích nhu cầu gom quân lại để có thêm lực lượng dự bị, để rút ngắn tuyến đường tiếp tế, hòng lập ra một kế hoạch phòng thủ hữu hiệu, hoặc là vì một mục đích khác. Đặt vào tình huống của Việt Nam Cộng Hòa khi đó, nó là một thảm họa thực sự. Thiệu đã ra lệnh cho Phạm Văn Phú mang tất cả xe tăng, quân chủ lực, pháo binh, máy bay, nói chung là tất cả những gì mà Phú còn giữ được, mang về vùng Duyên Hải, vùng 2. Như vậy có nghĩa rằng Thiệu đã bỏ mặc quân đồn trú, địa phương quân ở lại Tây Nguyên để chiến đấu cầm chân quân chủ lực giải phóng. Phú đã phản đối cách làm của Thiệu, thế nhưng Thiệu nói thẳng luôn, mình cho quân giải phóng số dân thường cùng toàn bộ Tây Nguyên. Cao Văn Viên và Trần Thiện Khiêm cũng như Đặng Văn Quang thì đều im lặng. Cái im lặng mặc nhiên xác nhận sự đồng lõa của họ cho các quyết định liều lĩnh kiểu điếc không sợ súng của Thiệu. Tuyến đường được chọn là con đường số 7. Đây là một tuyến đường dài 300 km, tuyến đường mà thiếu tá Phạm Huấn của Việt Nam Cộng Hòa gọi là cái hành lang máu. Con đường chỉ có máu và nước mắt cùng với một cuộc hành quân vô trách nhiệm của các cấp chỉ huy. Cần nhắc lại rằng lúc Thiệu ban hành lệnh triệt thoái một cách rất vô trách nhiệm này, thì trên lãnh thổ quân đoàn 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn có quân số tới 179.000 người với hơn 4.000 chiếc xe các loại, chưa kể là còn cả máy bay. Làm sao giữ được bí mật với một số lượng quân sĩ và phương tiện lớn như vậy trên một con đường số 7 nhỏ bé? Phải chăng ông ta tin rằng đối phương sẽ ngồi yên cho phía Việt Nam Cộng Hòa an toàn mà mang chủ lực quân đoàn 2 tiến về vùng Duyên Hải? Nhật ký hành quân của quân đoàn 2 ghi rằng kế hoạch triệt thoái được thảo xong trong vòng có 2 ngày. Mọi nguyên tắc căn bản và sơ đẳng nhất để thiết kế và điều khiển một cuộc hành quân triệt thoái cấp chiến lược đã hoàn toàn bị gạt sang một bên. Tất nhiên là tin quân đoàn 2 rút khỏi Tây Nguyên chẳng thể nào giữ được tính bí mật của nó, khi mà các điểm bất thường ngày càng lộ rõ trong mắt của người dân và các binh sĩ. 2 ngày trước khi cuộc triệt thoái bắt đầu, những người sống ở thị xã Pleiku đều biết rằng hậu quả đầu tiên và không thể tránh được là nạn cướp phá, bắn giết và hỗn loạn trong toàn thị xã. Trong cái không khí đượm màu bại trận đó, người ta còn phải chứng kiến sự chia rẽ, bất mãn và thù hận lẫn nhau trong mọi thành phần quân đoàn 2 trong lúc triệt thoái. Trên con đường dài 300 km của tuyến đường triệt thoái, quân Việt Nam Cộng Hòa đã không biết bao nhiêu lần bị quân giải phóng phục kích, chặn đánh. Lính thì tranh nhau vượt lên để tránh làn đạn quân giải phóng, thậm chí còn chĩa súng về nhau để cầu mong được sống. Súng nổ khắp nơi để giành đường đi. Hỗn loạn ngày càng trầm trọng do các binh sĩ rã ngũ, đào binh, tổng phạm, cướp của giết người. Binh lính chửi rủa ông Thiệu suốt dọc đường vì cuộc rút lui thê thảm này. Dân chết, lính chết, thực là một địa ngục, một hành lang máu. Trích nhật ký của Phạm Huấn. Hậu quả thê thảm. Hậu quả của cuộc triệt thoái này khiến cho mọi nhà quân sự trên thế giới khi đó đều không thể nào tin được. Hậu quả để lại, quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa mất tới 60% quân chủ lực khi tới được Tuy Hòa. 5 liên đoàn biệt động quân với quân số 7.000 người khi tới nơi chỉ còn chưa đầy 1.000 người. 100 chiếc xe tăng, thiết giáp chỉ còn lại có 13 chiếc M113 kèm theo báo cáo cho tới ngày cuối cùng của chiến dịch Tây Nguyên. Quân giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 28.500 sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Quân giải phóng cũng thu giữ và phá được 17.183 khẩu súng và pháo các loại. Trong đó thì có 79 khẩu pháo từ 105 ly trở lên, gồm 48 khẩu 105 ly, 14 khẩu 155 ly và 12 khẩu M107 175 ly, mệnh danh là vua chiến trường. Thu giữ được 3.854 tấn đạn, 150 tấn vật tư thiết bị, 767 máy thông tin, phá hủy hoặc thu giữ hơn 2.000 xe quân sự, bao gồm 207 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 44 máy bay, thu giữ và phá hủy 110 chiếc khác
của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy ít nhất là 75% khả năng tác chiến của quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm sư đoàn 23 bộ binh, cũng như các lực lượng như biệt động quân, thiết giáp, pháo binh, công binh và truyền tin, đã bị hủy hoại chỉ trong vòng có 10 ngày. Chiến dịch tái phản công đánh chiếm lại Ba Mê Thuột đã không thể nào thực hiện được, đơn giản chỉ vì quân đoàn 2 không còn lực lượng tác chiến nào cả. Một cái vả quá mạnh vào mặt của ông Thiệu, Phạm Văn Phú và toàn thể chính phủ Sài Gòn. Không còn một cơ hội nào để tái chiếm lại Tây Nguyên. Và phần đất này chắc chắn đã mất về tay quân giải phóng kể từ giờ phút đó. Về phần dân sự, trong hơn 400.000 dân cùng tháo chạy với quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa, thì chỉ có 100.000 người là chạy được tới Tuy Hòa, tức là mất tới 3/4. Hậu quả của việc để mất Tây Nguyên đối với chính quyền Sài Gòn là đã quá rõ. Họ mất đi một trong những quân đoàn có khả năng chiến đấu tốt nhất, quân đoàn 2, đồng thời đã để cho quân giải phóng có một vùng đất quá rộng lớn và những tuyến đường phát triển từ cao nguyên về vùng đồng bằng. Sau Tây Nguyên, Việt Nam Cộng Hòa lại phải chứng kiến Huế, Đà Nẵng cũng như phòng tuyến Phan Rang, Xuân Lộc liên tiếp thất thủ, để rồi cuối cùng là Sài Gòn thì cũng không giữ được. Phải nói rằng, trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ thì chưa một chiến dịch nào diễn ra nhanh như chiến dịch Tây Nguyên và trận đánh thị xã Buôn Ma Thuột. Chỉ mất vỏn vẹn chưa đầy 48 tiếng. Một chiến dịch thành công được tổng hợp từ nhiều yếu tố, mà trong đó kế hoạch Nghi Bình đóng một vai trò then chốt. Kế hoạch ấy xứng đáng được đưa vào những cuốn sách giáo khoa về quân sự hàng đầu của thế giới.